4 kiểu đùa nghịch với trẻ sơ sinh cực kỳ nguy hiểm mà bố mẹ hay mắc phải. Trong quá trình chăm sóc và chơi đùa với trẻ sơ sinh, một vài người lớn vì quá yêu thích cưng nựng mà đùa trẻ thái quá. Trong lúc lơ đãng sơ sẩy thì khả năng chơi đùa gây nguy hiểm với trẻ sơ sinh là rất lớn. Nếu không tránh những kiểu đùa này, bố mẹ sẽ vô tình khiến não bộ của con bị tổn thương nghiêm trọng. 1. Bày trò cho bé cười ngặt nghẽo trong thời gian dài. Nhiều bố mẹ có thói quen bày đủ trò để bé cười liên tục trong một khoảng thời gian dài mà không chịu cho bé nghỉ. Cứ thấy con cười là bố mẹ lại càng thích thú và bày thêm trò để con cười nhiều thêm nữa. Vẫn biết một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thế nhưng nếu bạn để bé cười to, cười nhiều trong một khoảng thời gian dài, 10 phút liên tục trở lên sẽ rất nguy hiểm. Theo các chuyên gia, cười to và nhiều sẽ làm tăng áp lực ở khoang bụng, tạo sức ép lên lồng ngực, khiến bé bị khó thở, đau bụng. Bên cạnh đó, do cười trong thời gian dài, cơ thể bé không được cung cấp đủ oxy và điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển bộ não của trẻ. Nếu bé cười khi ăn uống thì nguy cơ thức ăn và nước bị lọt vào phổi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, khi bày trò cho trẻ cười, bố mẹ nên có điểm dừng. Sau mỗi trận cười của bé kết thúc, bố mẹ nên để cho con được nghỉ ngơi một lúc, tránh tình trạng để bé cười liên tục. 2. Thường xuyên rung lắc bé. Khi trẻ khóc, bố mẹ thường có thói quen bế trẻ trên tay rồi đung đưa qua lại nhiều lần. Kết quả là trẻ có thể ngừng khóc, nhưng nếu hành động này được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, có thể khiến não trẻ bị tổn thương vì hội chứng rung lắc cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là các bé dưới 6 tháng tuổi. Theo các chuyên gia, não bộ của trẻ sơ sinh chưa phát triển nhiều nên khi bị rung lắc mạnh hay quay vòng tròn quá mạnh, khối não sẽ di chuyển theo quán tính vật lý và có thể va đập vào hộp sọ, làm não bị sưng phù, áp lực nội sọ tăng lên và tổn thương các mạch máu trong não. Các tổn thương não sẽ để lại nhiều di chứng thần kinh lâu dài cho trẻ, như trẻ chậm phát triển tinh thần, mất khả năng nói năng lưu loát. 3. Tung bé lên cao. Tung hướng trẻ là trò thường được các ông bố thực hiện nhiều. Lúc đó, tiếng cười giòn tan của con có thể khiến các ông bố cảm thấy khoái chí. Thế nhưng mọi người có nghĩ đến trường hợp nếu chẳng may khi tung con và chúng ta không kịp thời đỡ hoặc đỡ trượt bé, thì hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào không? Đương nhiên, khi đó con sẽ ngã xuống đất và có thể dẫn đến tổn thương não hoặc bị gãy tay chân. Đó đều là các trường hợp tồi tệ nhất mà không một ai muốn nghĩ đến. Tuy nhiên, việc bố mẹ đỡ chúng trẻ khi tung lên cũng không tránh khỏi tác động tiêu cực đến bé. Giống như việc rung lắc, hành động này của người lớn cũng dẫn đến nguy cơ trẻ bị hội chứng rung lắc và có thể gây tử vong cho trẻ. 4. Cưỡi lên vai. Rất nhiều trẻ nhỏ đều thích ngồi trên bả vai của bố mẹ. Có điều cần phải nhắc nhở, không thể chơi trò chơi này đối với một trẻ dưới 1 tuổi vì bé quá nhỏ, không thể nào bám chặt vào cha mẹ và rất dễ dàng xảy ra sự cố. Nếu trẻ lớn hơn một chút, chơi cưỡi bả vai thì cũng không nên để trẻ quá nghịch, nhún nhảy hiếu động, nếu không sẽ dễ làm tổn thương đến xương gáy, xương vai của người lớn.